Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay bên cá coi Trần Đức Cường.vn bên mình đi làm công trình cả nhà, lắp đặt một cái drum và phun vật liệu lọc cho một cái hồ cá coi ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Và mình về nhà rồi, nhưng mà có một điều đáng tiếc là trong lúc làm video thì mình đã làm mất dữ liệu. Do nó đầy cái máy tính nên mình phải xóa bớt, cái cuối cùng mình xóa nhầm vô trong format bằng cái phần mềm á cả nhà, bằng cái phần mềm dọn dẹp máy tính đó. Mà cái phần mềm này thì mình chưa có rành nên cuối cùng nó dọn dẹp một phát mất luôn, không lấy lại được luôn cả nhà. Mất hết những cái video của mình đi từ Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông và Bình Phước, tổng cộng 4 tỉnh. Đây là những cái hồ đây nè, đây là những cái hồ mà mình đã đi nè. Nhưng mà chỉ còn lại những cái video ngắn thôi. Còn những video dài, là những cái clip mà dài thì mình làm mất hết trơn luôn. Còn có video vài giây thôi là mấy cái tỉnh Tây Nguyên mình đã làm mất hết video rồi nha. Rồi, hello, xin chào cả nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường. Bây giờ mình đang ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cả nhà. Nắng quá trời, trưa nắng, tại do mình làm từ sáng giờ. Làm từ lúc 8 giờ tới giờ, gắn cái drum cho cái hồ ở đây cả nhà. Anh nuôi cá coi tầm khoảng chừng 20 khối nha. Rồi bây giờ mình chỉ đi lên để quay cho cả nhà cái công đoạn lắp đặt cái drum xíu thôi. Còn bây giờ mấy cái vật tư khác thì nó giống nhau nên mình sẽ không quay, và mình vô mình quay rút gọn cho cả nhà xem một vài phút để có một chút rút cái kinh nghiệm khi mà mình làm hồ drum mà nó thiếu sót cái gì đó thì cả nhà làm rồi mấy mốt chừa đúng như vậy, để có gì mình bên thi công họ xuống họ gắn cho nó dễ nha cả nhà. Và ở đây là huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cả nhà. Rồi mà để mình quay cho cả nhà xem về cái hồ của ảnh ha. Rồi cả nhà, khi mình bước vô cổng thì cái hồ nó sẽ nằm bên tay phải của cổng và nằm bên tay trái của nhà nha. Anh có đang làm một cái nhà gỗ đang thi công, và cái hồ đây cả nhà thấy cái hồ ha. Đây là một cái hồ coi, một cái hình chữ L, là khúc này L nhỏ này vòng qua anh kia, vòng qua cái nhà gỗ. Rồi có trên nhà gỗ có một cái cầu đi vô một cái bức tường bằng tranh thôi, không có trang trí gì hết. Và bây giờ nó cũng còn đang thi công nên nó cũng khá là ổn ngang nha cả nhà. Rồi bây giờ mình chỉ quay sơ sơ cái hồ này khoảng chừng 15 khối và lọc khoảng chừng 5 khối nữa nha. Đây là bộ lọc drum, mình mới hạ được cái máy xuống drum xuống. Và có 4 ô lọc, thì một ô di mắc, một ô sứ và một ô máy bơm nha cả nhà. Okay, đây là cái máy drum hồ này, hồ khoảng chừng 20 khối cả lọc. Thì có ảnh đang xài cái drum tới 40 khối lận. Thì drum càng lớn thì càng mắc tiền thôi. Nhưng mà có cái là sức lọc nó sẽ tốt hơn ha. Nhưng mà có cái là cái lọc, cái ô này, cả nhà thấy cái ô lọc không? Xây cái ô bự lên, bự như vậy nè, lắp cái drum nó mới đỡ ha. Thứ nhất là bên thi công họ cũng dễ làm việc nè. Đó, có một cái phần ở đây là ảnh đi hút mặt thiếu, hút đáy thiếu cả nhà. Cả nhà thấy không? Có 3 ống 90 thôi. Có nghĩa là một ống hút mặt 90, 2 ống hút đáy 90 thôi. Nhưng mà cái drum 40 khối á là nó có tới 4 ống vào lần. Cả nhà thấy 4 ống vào không? Thì cả nhà nên hỏi bên mình trước rồi hãy đi hệ thống ống cho chắc ha, là nó không bị thiếu. Với lại cái ô phân này cả nhà, cái ô phân là ô ảnh làm nhỏ quá, cả nhà làm lớn tí nữa ha. Với lại cái ô phân nó sợ rộng thêm tí, rồi có ống tràn phân ra, tại vì drum nó cứ ra liên tục ra nước á, thì cái ô này sẽ mau đầy lắm á. Tại vì ảnh có làm ống tràn đây nữa, có ống tràn ra ngoài cống nữa nè. Đó này thì ok, nhưng có điều là nếu cả nhà làm cái ô rộng hơn thì sẽ đỡ bị tắc hơn, hoặc là sẽ chứa được nhiều cái phân hơn cho nó chắc cú nha cả nhà ha. Đây, drum thì tất cả đều bằng inox 304 chứ không phải inox bóng ha, không phải inox thường. Tại cũng có nhiều anh làm inox trong á, inox bóng lưỡng luôn á, cái đó là inox ha, inox thường thôi. Còn inox 304 thì nó mờ mờ như vậy nè, nó cứ mờ mờ như vậy, cả bánh răng đồ inox luôn nha cả nhà. Tại cũng có nhiều anh làm đồ drum mà bữa nay ở Việt Nam mình nè. Ồ, bây giờ chắc quá trời chắc luôn. Ở Việt Nam mình có nhiều loại đồ drum lắm. Drum thì nó
mấy em thi công đồ nhà gỗ đồ thi công đồ cắt máy tùm lum cả nhà thông cảm, nó hơi ồn một xí nha cả nhà, mà cứ làm suốt xuyên suốt thôi chứ bây giờ không có dừng lại. Đồ rung thì nó có nhiều loại lắm, có nhiều anh ảnh mua mấy cái bằng răng nhựa đồ thì cái độ bền nó sẽ không bằng cái bằng bánh răng inox này ha. hết bình bình hồ cắt xong mà tới bình gỗ cắt nó hơi ồn tới cả nhà ha. Đây ống thông ngăn thì anh làm là 3 ống 114 nha cả nhà, 3 ống 114, còn sẽ dùng sứ nè và xi mắc đó, và xi mắc còn đây là cái tủ điện drum nè cả nhà. Tủ điện drum thì nó bằng auto hết rồi nên bây giờ cũng dễ lắm, chỉ cần gắn điện là xài thôi chứ cũng không có gì khó khăn hay là trục ấy hết, chỉ có cái là nó tự động hết, hơi sướng ha. Thôi để lát nữa mình lên xe mình quay tiếp tâm sự với cả nhà thêm ha. Còn về cảnh quan thì cả nhà coi sơ sơ qua ha, ha. Đó, cảnh quan nè. Rồi cả nhà, ở trong đó ồn quá nên mình không có nói được cho cả nhà tiếp cái vấn đề cái drum. Về drum thì mình thấy trên thị trường nó có rất là nhiều loại nha cả nhà. Nhưng mà mình thì mình thích cái đó bền nhất thôi. Hồi xưa giờ người ta làm cái inox 304 đó là thứ nhất, giờ full inox thì mình thấy nó vẫn bền hơn là vỏ nhựa rồi bánh răng nhựa rồi nó cũng rất là nhiều thứ. Quả thật cái giá thành nó rẻ hơn từ 5 cho tới 10 triệu. Mình thấy là mình so sánh giá thì mình thấy nó rẻ hơn ở năm khoảng chừng 5 tới 10 triệu. Thì cũng là bớt được phần nào hay phần đó, nhưng mà cái vấn đề là có một cái số cái mối hàng giữa cái thùng nhựa, có nghĩa là cái mối hàng đó có một số anh drum ảnh phản bác lên chỗ máy bắn nhựa, những cái ghép hàng nó bị bung cả nhà. Có nghĩa là sau một năm nó bung thì nếu mà gặp trường hợp đó thì sẽ gây sự khó chịu cho khách hàng rất là nhiều. Nên với lại nó sẽ liên quan tới cái vấn đề đi lại, khi mình lắp đặt xong mà mình cứ trục trặc sửa chữa đồ thì nó cũng không nên. Nên mình cứ làm cái hàng nào đó tuy nó mắc hơn có 5 triệu 10 triệu nhưng mà nó an tâm hơn thì vẫn hay hơn cả nhà ha. Thì cái đó là cái ý kiến riêng của mình thôi. Còn lại thì sự tìm hiểu của cả nhà cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Mình hồi nãy mình không quay được hết tại vì đang ồn quá. Bên ống bên của mình cũng đang làm, rồi bên nhà gỗ cũng đang làm, nên mình không có quay lúc chỗ đó được. Thì còn về cái hệ thống lọc thì cả nhà cứ chuẩn bị một cái hồ chính, ống thông ngăn, ống hút đáy hút mặt nối vào drum và một cái ô chứa phân. Cái ô chứa phân đó nếu mà có ống tràn ra cống á thì ok, còn nếu mà không có thì mình thiết kế một cái bơm mà có cái phao, khi cái nước drum nó ra kèm với phân nó lên đó thì cái hệ thống bơm nó sẽ tự vận động. Thì tùy theo cái thế cái địa hình của mọi người thôi. Còn drum thì mình thấy nó mắc tiền hơn lọc truyền thống, nhưng mà có điều nó được có cái là nó có cho mình cái auto thi nước cũng khá là khỏe. Tại mỗi lần mà nó xịt phân ra thì nó đi kèm theo nước nha cả nhà. Là thứ nhất, thứ hai nữa là phân nó sẽ không có bám ở trong lọc thì nó sẽ tạo ra vi khuẩn ít hơn là lọc truyền thống của mình. Nhưng cái điều là kinh tế nó cao hơn lọc truyền thống khá là nhiều nha, có thể đội lên gấp 3 lần lọc truyền thống lận á. Nên cả nhà cứ cân nhắc. Mình thì cái gì mà liên quan tới lọc hồ cá thì mình đều có nghiên cứu và có tìm hiểu thôi. Thì theo kiến thức của mỗi người đều có sự hạn hẹp riêng nữa. Nên mình chỉ gò bó trong cái khúc nào mình cảm thấy mình tin tưởng và mình đã sử dụng qua thì mình làm theo vậy hoài luôn. Còn khi nó ra những cái kiến thức mới nè, nó ra những cái bộ lọc mới thì mình vẫn chịu khó đi học, update thêm, tìm hiểu thêm. Thì rồi bắt đầu mình cũng đi làm, đi áp dụng vậy đó. Rồi sau một năm mình cứ đi xuyên việc, mình quay lại khách hàng của mình để mình coi thử cái hệ thống mình làm xong nó vận hành tốt hay không. Thì mình đa số mình thấy cũng ổn cả nhà. Thì nói chung là mình vẫn rất là vui khi đi đến thì khách hàng của mình đón tiếp của mình
rất là nhiệt tình, thì mình rất là vui đó cả nhà ha. Thì hôm nay mình chỉ có quay cho cả nhà xem ngắn ngắn khúc mình đi làm The Room vậy thôi. Còn khi nào mà mình đi xuyên Việt mà quay hồ cá đã hình thành rồi á, thì mới có kinh nghiệm chia sẻ với cả nhà nhiều hơn. Còn về kinh nghiệm lắp The Room này á, thì mình chỉ nói được cái ưu điểm của nó là như hồi nãy mình đã nói là đỡ tay nước rồi đỡ vệ sinh, còn nhược điểm nó chi phí cao. Chỉ có vậy thôi cả nhà. Cả nhà cứ liên hệ qua Zalo, ba số Zalo của mình trên trang web cái coi Trần Đức Cường .vn á, thì cả nhà sẽ được tư vấn rõ hơn và chi tiết hơn ha. Trong quá trình lắp ống, trong quá trình thi công thì bên mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Nếu mà cả nhà hiểu á thì cả nhà tự làm, xem video nhiều sẽ hiểu biết là tự làm. Mình thì đam mê là chính thôi, còn phải mình làm thêm để có những cái đi quay chứ. Bây giờ lúc trước mình chỉ có quay con cá không à, rồi mình không làm thêm thì mình lại không có khách hàng để mình đi quay. Rồi cả nhà nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình trong thời gian tới ha. Mình còn một chuyến series xuyên Việt ở Tây Ninh và Đà Lạt nữa để quay hồ coi khách hàng mình nữa, thì cả nhà nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới ha. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau, bye bye.